Đây là phiên bản bật lửa Z602 được xem như là một báu vật trong làng bật lửa của năm 2022. Hôm nay thì cũng là một cái ngày rất là đặc biệt khi mà đi vào shop em à, về được đầy đủ các màu gồm có 3 màu chủ đạo đó màu màu đen bóng này, màu vàng bóng này và màu đen xước, đó, màu đen xước vàng. À, đặc biệt hơn nữa là lại có thêm một cái màu đặc biệt nữa đó là một cái phiên bản bật lửa 602 ốp gỗ. Ở trên này thì được mang một cái vòng xoay may mắn. Đó. Ở đây thì cái chiếc bất lửa Z602 này được mang trên mình một trong bốn tứ linh đó là rồng, long, đó, biểu tượng của bầu trời, một trong bốn tứ linh mang lại may mắn. Được ốp trên thân mình là ốp lồi này rất là nổi bật. Ở giữa này thì được mang một cái viên ngọc đỏ. Đó. Đánh lửa thì theo phong cách là đánh lửa bán tự động, chúng ta chỉ cần bấm nhẹ ở đây thì lửa sẽ tự động lên này. Đó, lửa lên rất là nhạy nhá, rất là nhạy luôn. À, có thể khóa tránh trẻ em hoặc là khi chúng ta để trong túi khóa nó lại thì à, sẽ không đánh được lửa nữa. Ở à, đây là chiếc màu à, đen xước có giá là 350 000 nhé Em miễn phí ship giao hàng. À, và đây là phiên bản màu vàng bóng, được mạ vàng toàn thân, rất là đẹp. Đó. Đánh lửa cũng nhạy. Chất lượng đánh lửa thì đều như nhau, bên em vẫn bảo hành cho các anh là 2 năm khi các anh mua nhé à, bơm xăng và thay đá thì ở dưới mộc đáy này này. À, dưới đáy còn có thương hiệu nữa này rất là đẹp đúng không? màu vàng cũng là ba trăm rưỡi và màu đen đen bóng cũng là ba trăm rưỡi. anh em nào thích màu nào xem màu nào hợp mệnh thì uh, sở hữu nhé. Uh, và cái màu cách điệu này thì có giá là cao hơn một chút đó là bốn trăm ngàn. đó. chiếc này thì uh, được mang uh, cái lớp gỗ ở trên thân là gỗ thật nhé. em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho các anh nếu như các anh mua và ngoài ra thì bên em có cung cấp thêm uh, À, xăng đá nếu như anh nào mua xăng mua đá thì cứ liên hệ em nhé. Em có cung cấp để phục vụ các anh đầy đủ. Đó. Xăng thì một chai là 70 000 và đá một vỉ là 30 000 đá xăng đá chuẩn đấy nhá. Em không bán xăng đá vớ vẩn đâu. Anh nào mà quan tâm rồi thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại hoặc inbox qua cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn.